Tại sao cái tinh chất dầu hoa anh thảo ở Việt Nam lại bán rẻ đến vậy? Làm sao để mua được tinh chất dầu hoa anh thảo Blackmore chuẩn của Úc, hàng đường bay và hàng đường biển? Thì tại sao chúng lại có cái mức giá chênh lệch nhau đến vậy? Thì tất cả những cái băn khoăn của chị em sẽ được em chia sẻ chi tiết trong video ngày hôm nay. Mời mọi người cùng dành thời gian đón xem video về tinh chất dầu hoa anh thảo. Vừa rồi thì kho bên em về hơn 100 thùng tinh chất dầu hoa anh thảo của Úc. Thì hôm nay em xin lấy một thùng ra để làm video cho mọi người, để mọi người biết thực tế cái thùng tinh chất dầu hoa anh thảo của Úc thì nó như thế nào. Và trên tay em đây là một thùng tinh chất dầu hoa anh thảo của Úc và được gửi theo đường bay. Thì mọi người có thể nhìn thấy những cái thông tin về sản phẩm Evening Prinoy này, 190 viên. Và ở đây là một thùng nó có 12 hộp và hạn sử dụng của nó đây ạ. Đây băng dính này dán đè lên mất rồi, là ngày 20 tháng 7 năm 2023. Và một hộp này thì có trọng lượng là 4,4 kg trong một thùng 12 hộp. Em quay gần để cho các chị nhìn rõ thêm thông tin về sản phẩm. Và thùng tinh chất dầu hoa anh thảo này thì được mua ở siêu thị Chimit của Úc. Đây mọi người có thể nhìn thấy, đây là thông tin về sản phẩm. Còn ở trên đây là thông tin invoice, có ghi thông tin về hãng vận chuyển, có mã vận chuyển này. Và hàng này là đi theo đường hàng bay các chị nhé. Chi tiết thùng hàng của tinh chất dầu hoa anh thảo, đây mọi người nhìn đấy ạ. Đây ạ, có mã này, đầy đủ các thông tin. Để biết thêm chi tiết hơn thì bây giờ em xin được bóc cái thùng hàng này ra để cho mọi người cùng nhìn về những sản phẩm tinh chất dầu hoa anh thảo ở bên trong nó như nào. Một thùng tinh chất dầu hoa anh thảo ở bên trong này là gồm có là 12 hộp. Mọi người nhìn kỹ đâu ạ? 12 hộp tinh chất dầu hoa anh thảo. Thì ở bên trong thì gồm có một cái tờ giấy quảng cáo của hãng siêu thị Chimit của Úc. Đây có ghi thông tin giới thiệu những cái sản phẩm mà siêu thị bán buôn này đang bán. Trên tay em đang cầm đây là một cái tờ bill mua hàng của hãng Chimit. Ở trên này thì có đầy đủ những cái thông tin ngày mua, người mua, có những thông tin về sản phẩm. Nên là mọi người có thể yên tâm về hàng hóa, có đầy đủ những cái chứng từ hóa đơn mua trực tiếp ở siêu thị bán buôn của bên Úc, không lo phải hàng không nguồn gốc xuất xứ hay hàng giả, hàng nhái. Một thùng này thì gồm có 12 hộp và một lốc này thì gồm có 3 hộp. Một thùng này thì chia ra gồm 4 lốc. Nhiều chị thì có thắc mắc ở bên em ấy là cái sản phẩm tinh chất dầu hoa anh thảo này nó có hộp giấy hay không. Thì hôm nay em bóc cái hộp trực tiếp một thùng này ra để các chị nhìn thấy về cái sản phẩm họ chia lốc như thế này đấy ạ. Nên là không có hộp giấy đi kèm. Vì vậy là các chị xem để biết, các chị yên tâm. Hàng ở bên em ấy thì bán là rất là rõ ràng. Nhiều nơi thì họ mập mờ hình ảnh nên là không dám sâu lên những cái bill hay là về chi tiết của sản phẩm. Còn bên em bán hàng chuẩn là muốn cho các chị biết để các chị hiểu thế nào là hàng chuẩn của Úc và tránh mua phải những hàng mập mờ, hàng kém chất lượng ngoài thị trường. Cũng có nhiều nơi là họ bán hàng gần hết đát, hàng giả, hàng nhái. Họ cũng nói mua ở siêu thị Chimit, họ sâu ra cái bill mua hàng cách đây khoảng nửa năm. Nên là các chị cẩn thận mua phải hàng giả. Bây giờ thì em xin được bóc một cái hộp này ra để cho các chị biết về chi tiết cái sản phẩm tinh chất dầu hoa anh thảo của Úc này như thế nào nhé. Một lọ tinh chất dầu hoa anh thảo của Úc này thì nó có số lượng là 190 viên. Và cái tinh chất dầu hoa anh thảo của Úc này thì nó cũng có cái loại là 125 viên này, nó bằng thủy tinh. Nhưng mà không được mọi người lựa chọn nhiều cho lắm, là mọi người đa phần là lựa chọn cái tinh chất dầu hoa anh thảo loại 190 viên, lọ nhựa thế này đấy ạ. Đây em giới thiệu bên ngoài để cho các chị biết về những cái thông tin cơ bản về sản phẩm. Ghi thông tin là 190 viên. Và đây là có cái hạn sử dụng đấy ạ, 20 tháng 7 năm 2023. Thì cái đây là cái đát mới nhất của tinh chất dầu hoa anh thảo mà em giới thiệu mọi người. Có những nơi thì họ cái đát gần hết,
hoặc là những nơi mà hàng giả hàng nhái thì nó in rất là mập mờ, sờ vào thì nhìn nó không được sắc nét cho lắm. Mã vạch của sản phẩm được thể hiện đầy đủ, mã vạch của Úc là 930. Mọi thông tin ở trên này thì đều bằng tiếng Anh vì đây là hàng nội địa của Úc. Một số cái sản phẩm bây giờ bán ở ngoài thị trường thì đôi khi là có những cái tem phụ bằng tiếng Việt ở đây, đấy là những cái hàng nhập khẩu. Còn đây là hàng nội địa của Úc, được trực tiếp người Úc người ta sử dụng, và những hàng này là hàng cao cấp. Đây là một cái lọ sản phẩm dở mà nhà em đang sử dụng, thì em xin được bóc ra để cho mọi người biết về cái sản phẩm thực tế bên trong của tinh chất dầu hoa anh thảo nó như thế nào. Đây ạ, mọi người cùng nhìn đấy ạ. Đây là một viên hình bầu dục, viên năng mềm. Một viên này thì nó chứa đến 1000mg tinh chất dầu hoa anh thảo, và nó có những cái công dụng rất là đặc biệt. Thì sau đây thì em xin giới thiệu với mọi người về những cái công dụng của cái tinh chất dầu hoa anh thảo này nhé. Về cái công dụng thứ nhất mà được kể đến, đấy là nó giúp cho chị em là cân bằng nội tiết tố. Và những ai mà đến cái độ tuổi dậy thì mọc nhiều mụn thì uống cái loại này rất là phù hợp. Hoặc là các chị em mà gặp những cái vấn đề về rối loạn kinh nguyệt này, hay là bị đau bụng, đau lưng tới kỳ kinh, thì sử dụng cái tinh chất dầu hoa anh thảo này rất là phù hợp. Cái thứ hai nữa ấy, thì cái tinh chất dầu hoa anh thảo này nó còn giúp cho là các chị được giảm cân và giúp cho các chị làm đẹp, chống lại cái quá trình lão hóa. Ngoài ra thì nó còn giúp cho là chị em được ngăn ngừa được cái hiện tượng là u nang buồng trứng và phòng chống được cái bệnh loãng xương rất là tốt. Đặc biệt thì đối với một số chị em mà đang có nhu cầu sinh con thì cái tinh chất dầu hoa anh thảo này nó giúp cho chị em là tăng cái khả năng thụ thai và rất tốt cho các chị em đang có nhu cầu sinh con trong thời gian tới. Nó có rất là nhiều cái công dụng mà được rất là nhiều chị em tin tưởng sử dụng. Và thị trường hiện nay ấy, thì không chỉ có cái tinh chất dầu hoa anh thảo này của Úc đâu, mà có rất là nhiều những cái loại tinh chất dầu hoa anh thảo của Mỹ, của Anh, của Nhật. Thì các chị cùng theo dõi ở trên màn hình, em điểm qua một số cái dòng tinh chất dầu hoa anh thảo đang bán ở trên thị trường. Nhưng mà hiện nay ấy, thì được mọi người lựa chọn nhiều nhất, đấy chính là cái tinh chất dầu hoa anh thảo của Blackmore. Cái thương hiệu này nó ra đời năm 1932, và cái sản phẩm này thì có những lúc cháy hàng, nghĩa là ở siêu thị ở Úc họ cũng không có để mà bán, vì là cái lượng người mua quá nhiều về cái độ hot của nó. Cái sản phẩm này nó tốt như vậy, nhưng mà mọi người cũng đang băn khoăn là giá của nó như thế nào. Làm sao để biết được cái giá của sản phẩm này, để lựa chọn nó đắt hay nó rẻ. Thì em chia sẻ cho các chị theo dõi ở trên màn hình. Thì ở một trang web bán lẻ của Úc là amazon.com.au, thì thương hiệu bán lẻ nổi tiếng ở trên thế giới này, ở Amazon thì có ở Mỹ này, ở Úc này và một số nước, thì họ đang bán cái sản phẩm này với giá là 55 đô Úc nhân với tỷ giá là 17.5 thì tương đương khoảng độ 900.000 tiền Việt Nam. Và các nơi khác thì họ cũng bán giá khoảng độ 800, hơn 800.000. Nhưng mà một điều rất là lạ là cái sản phẩm này ở nước mình thì bán bao nhiêu tiền ạ? Ở nước mình thì giá cả vô vàn, có những nơi bán 380.000, có những nơi bán 450.000, và giá như vậy là quá rẻ so với mặt bằng, đúng không ạ? Một cái sản phẩm chất lượng ở người Úc họ mua với cái giá sản phẩm là 800.000, hơn 800.000, mà ta xách tay về, nhập khẩu về mà bán với cái giá chỉ bằng một nửa, thì cái giá như vậy thì mọi người cẩn thận, tránh mua phải cái hàng giả, hàng nhái ở trên thị trường, hàng trôi nổi, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tại sao mà cái sản phẩm ở trên thị trường lại rẻ so với cái mặt bằng chung? Thì sau đây em xin điểm một số cái nguyên nhân để các chị biết, để mua, để tìm hiểu, lựa chọn không chỉ cái dòng sản phẩm tinh chất dầu hoa anh thảo của Blackmore đâu, mà mọi người có thể là tìm hiểu để mua những sản phẩm ngoại khác, ví dụ như collagen, sữa ông chúa hay một số cái dòng sản phẩm cao cấp. Thì nguyên nhân ở đâu ạ? Nguyên nhân thứ nhất em được kể đến, đấy là hàng trôi nổi, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Họ mua tạp nham, mua ở các cái nơi mà không có nguồn gốc xuất xứ, hay nữa là lựa chọn những cái nơi mà hàng gần hết đát, hàng kém chất lượng. Cái thứ hai mà được kể đến, đấy là nguyên nhân là hàng này họ đi theo đường biển, đường container để giảm cái chi phí vận chuyển. Thì trung bình, như các chị biết, trung bình ấy thì một cái kg thực phẩm chức năng, mỹ phẩm từ Úc về Việt Nam đi theo đường bay thì nó dao động hết khoảng độ 180.000 trên một cân.
và đường biển thì cái giá của nó rẻ hơn rất là nhiều, nó chỉ bằng 1/4 đến 1/5, nó tương đương với khoảng độ 40.000 đồng trên một cân. Và có những nơi họ vận chuyển đường biển nhiều nên là giá của họ còn cạnh tranh nữa, nên là giảm xuống chưa đến 30.000 một cân nếu mà vận chuyển theo đường biển. Như một cái hộp mà em làm review cho các chị đây thì trọng lượng của nó là 4,4 cân, nếu mà tính theo đường bay vận chuyển về thì nguyên cái phí của nó thì cũng gần 800.000 rồi ạ. Đấy là tiền vận chuyển theo đường bay. Còn đường biển thì cái phí vận chuyển của nó chỉ hết khoảng độ 150.000 cho đến 200.000. Nhưng mà tại sao thì lại chuyển đường bay thì nó có cái lợi thế gì mà bên em lại lựa chọn? Vì là những cái ưu điểm mà đường bay thì em thấy là đi những cái sản phẩm thực phẩm chức năng hoặc là những mỹ phẩm cao cấp bên em hay áp dụng, thì nó có ưu điểm là đầu tiên của nó nhanh chóng, thời gian chuyển hàng của nó rất là nhanh, tầm 5 đến 7 ngày là có thể nhận hàng ở Việt Nam được rồi. Và những cái thực phẩm chức năng hay là mỹ phẩm cao cấp thì vận chuyển theo đường bay ấy, thì nó không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ nắng nóng ngoài trời như là đường biển, thì nó giữ nguyên được những cái công dụng như nhà sản xuất họ đưa ra, và cái chất lượng của nó không bị biến dạng đi cái chất lượng của sản phẩm, nó không biến đổi chất gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Vậy thì vận chuyển theo đường biển thì như thế nào? Thì đường biển nó có một cái nhược điểm của nó là thời gian vận chuyển của nó khoảng 20 ngày, có khi lâu hơn. Nếu mà những cái công nó nằm ở ngoài bến bãi thì cái thời gian có thể là mất 1 tháng. Và nó phù hợp cho những cái vận chuyển bỉm hay là thiết bị máy móc hay là những vật nặng, đi theo đường biển nó tối ưu được cái vận chuyển. Nhưng mà vận chuyển thực phẩm chức năng hay là mỹ phẩm thì nó rất là ảnh hưởng. Các chị biết là ở cái nhiệt độ ngoài trời khoảng 30 độ thì những cái sản phẩm ở trong thùng container thì nó phải lên đến 60-70 độ, nên là nó rất là ảnh hưởng đến chất lượng. Nếu mà thực phẩm chức năng này hay mỹ phẩm ở trong cái thùng 60-70 độ thì nó sẽ làm cho biến đổi chất, đôi khi còn gây hỏng cả sản phẩm. Nhưng mà tại sao lại nhiều nơi họ lại lựa chọn đường biển vận chuyển thực phẩm chức năng hay là mỹ phẩm về nước ta? Các chị biết không ạ? Đấy là do giá rẻ. Họ phải đi đường biển để tối ưu cái chi phí. Vì sao ạ? Vì là mọi người quan tâm đến giá rẻ, hàng chuẩn nhưng mà giá phải rẻ. Vì vậy họ tính toán làm sao để cho đến tay các chị thật là rẻ, hàng giả, hàng nhái hay là hàng đi theo đường biển, để các chị không thắc mắc về giá. Còn chất lượng thì họ không quan tâm đến, họ chỉ cần bán ra ngoài thị trường một cái sản phẩm có bên ngoài nó không bị xây xát hay là nó không bị làm sao cả, nhưng mà cái chất lượng bên trong họ không bảo đảm. Vì nhiều người quan tâm đến giá cả, muốn hàng rẻ và hàng chất lượng, vì vậy họ sẽ tối ưu mọi thứ để làm sao đem đến tay mọi người cái sản phẩm với giá thành rẻ nhất. Còn chất lượng thì họ không để ý và không quan tâm, không phải là họ là người trực tiếp sử dụng. Cũng tâm sự thật với các chị là em có làm rất là nhiều những cái video về sản phẩm, không chỉ là Blackmore này đâu, còn những cái sản phẩm nữa, mà những cái sản phẩm như là sữa ông chúa này, vitamin E hay là rất nhiều những cái dòng sản phẩm chia sẻ cho các chị về những cái sản phẩm chuẩn của Úc, hàng nội địa hay là hàng nhập khẩu với chất lượng tốt nhất. Nhưng mà có rất là nhiều chị xem video và có liên hệ đến bên em và có trao đổi là các chị có gửi những cái hình ảnh mà các chị tham khảo ở trên web và trên mạng, những cái nơi bán giá rất là rẻ, 200-300, các chị bảo là sản phẩm này có giá thế này thôi à em, hay là sản phẩm này thì bên em bán bao nhiêu tiền, họ bán 300 bên em có bán không. Thì bên em thực sự là rất là stress khi mà nhìn cái thông tin giá cả hiện nay ở thị trường, vì nó quá rẻ so với cái giá mà bên em nhập. Nhiều khi là thấy ở trong nước mọi người nhập những cái sản phẩm này bán lẻ, giá còn rẻ hơn cả bên siêu thị ở bên Úc người ta bán. Bên em bán hàng cho mọi người có chia sẻ video như thế nào thì gửi cho các chị hàng như thế, và cũng chia sẻ luôn với các chị là đã bán hàng thì là muốn mang đến cho mọi người những cái sản phẩm chất lượng, dùng hiệu quả. Và khi các chị dùng cái sản phẩm này thấy hiệu quả thì quay lại bên em để mua những sản phẩm này, giới thiệu cho người thân, hoặc là mua những sản phẩm khác của thương hiệu Blackmore hay là những sản phẩm mỹ phẩm và thực phẩm chức năng cao cấp. Giá sản phẩm bên em mang đến cho mọi người có thể là không thể rẻ nhất, không thể cạnh tranh, quá cạnh tranh với là cái giá ở thị trường hiện nay. Nhưng mà bên em mang đến cho các chị một cái sản phẩm chất lượng nhất, có những cái ưu điểm sản phẩm được đi theo đường bay, còn nguyên vẹn
về chất lượng, nguyên vẹn về mẫu mã và cam kết là hàng chuẩn của Úc. Vì vậy thì em mong rằng các chị xem những cái video này hiểu tại sao mà cái sản phẩm thực phẩm chức năng, mỹ phẩm ở thị trường hiện nay nó lại rẻ như vậy, liệu nó có chất lượng hay không, hay là muốn lựa chọn một cái đơn vị bán cái sản phẩm chất lượng thì mua ở đâu. Nếu mà các chị cần những sản phẩm không chỉ Blackmore mà những sản phẩm cao cấp như là vitamin E của Blackmore ở loại 30 viên, hay là cái loại này đang đình đám ở trên thị trường là sữa ông chúa của Hiticare, hàng nội địa của Úc với hàm lượng là 1000mg và một hộp này là 365 viên. Mọi người có thể liên hệ trực tiếp theo số hotline, Zalo, Facebook 0985229900, hoặc là mọi người dành thời gian truy cập vào website em để ở trên màn hình hoabeauty.vn để cập nhật những cái sản phẩm mới nhất về mỹ phẩm và thực phẩm chức năng. Cảm ơn các chị đã dành thời gian lắng nghe video. Mọi người hãy ấn like và đăng ký kênh để cập nhật những cái video mới nhất. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.